Em Huyền Kim xin kính chào tất cả quý khách hàng. Rất vui được gặp lại các anh các chị. Và hôm nay em xin phép lên sóng giới thiệu với các bác các anh các chị một chiếc xe siêu lướt, siêu mới, xe nhập khẩu nguyên chiếc vừa có mặt tại cửa hàng bên em. Và tầm tiền loanh quanh hơn 600 thì em báo qua chiếc xe Hyundai Creta. Chiếc xe này là động cơ 1.5 các bác nhé, biển 34 Hải Dương, chính chủ một chủ từ đầu, sơn zin còn gần như cả xe. Đấy, quá đẹp luôn. Và chiếc xe này nội thất của nó còn nguyên ni lông, hầu như là không sử dụng tới. Xe mới chạy có hơn 1 vạn thôi ạ. Đây em để các bác anh các chị cùng chiêm ngưỡng từ thân vỏ cho đến nội thất. Và nếu có nhu cầu quan tâm chiếc xe Hyundai Creta này, các bác có thể đến trực tiếp cửa hàng của bên em là 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương để xem xe. Hoặc có thể gọi cho em qua số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Bây giờ em sẽ quay về phần ngoài trước để anh chị có thể xem tổng thành của chiếc xe Hyundai Creta. Đây là một chiếc xe cùng phân khúc với con Seltos của Kia. Kích thước của nó cũng xem như nhau. Nhưng cái dòng Creta này thì nhìn về phần đầu, phần đuôi thì nó khá là đồ sộ hơn. Đấy, về phần hệ thống đèn này, tất cả hệ thống của nó là đèn tam giác full LED tự động hết rồi các bác ạ. Ở phía dưới cũng là đèn full LED. Mặt nạ ga lăng ở phía trước là sơn màu đen. Nó bo tròn góc cạnh rất là đẹp. Toàn bộ hệ thống la răng của nó là hệ thống la răng 5 chấu hợp kim 17 inch. 4 quả lốp còn nguyên theo xe. Đã có thêm bậc dẫm rồi các bác nhé. Cái xe này chủ cũng đã thắp thêm bậc dẫm rồi. Xi nhan tích hợp báo rẽ trên gương. Này 4 quả lốp còn theo xe này. Em phần đuôi đèn ở phía sau, phần phanh phía sau, đèn sau rất là cao. Người phía sau lái sau nhìn ở sau ấy, đi đằng sau trước người ta có thể quan sát rất là kỹ. Bộ đôi thể thao con này cũng có rồi. Đó. Con này khoang hành lý rất là rộng các bác ạ, kích lốp dự phòng đầy đủ. Các bác nhìn luôn này, xe còn bọc nguyên ni lông. Vừa em quay qua cái phần thân vỏ phía ngoài, bây giờ em sẽ di chuyển ở phía trong nhé, để các bác cùng ngắm qua chiếc xe Hyundai Creta. Con này thì bản đặc biệt. Bản đặc biệt thì hệ thống của nó là gương kính chỉnh điện hết này, gương cụp tự động này, hệ thống 8 loa bầu các bác nhé. Con này thì nghe nhạc thì miễn bàn luôn. Đấy, cân bằng điện tử, full lịch sử hãng, bảo dưỡng, bảo hành đầy đủ hết nhá. Đấy, chế độ cruise control này, rồi là ga tự động này, màn hình giải trí hơn 10 inch này, điều hòa tự động, đề nổ thông minh. Và chiếc xe này thì không có gì để chê cả. Anh chị nhìn luôn giúp em này, toàn bộ ở trên xe còn bọc nguyên ni lông, còn rất là mới luôn. Chiếc xe này bên em đang chào bán là 625 triệu. Vẫn hỗ trợ ngân hàng nếu các bác anh các chị có nhu cầu. Đây toàn bộ khoang nội thất. Màn hình của nó thì các bác con này cũng đã có cam lùi rồi. Con này đã có hết cam lùi rồi. Màn hình giải trí đa phương tiện cái này. Mà nếu mà các bác muốn sử dụng tối ưu của nó thì chúng ta mua một cái hộp chuyển đổi ấy. Chiếc xe này là động cơ 1.5 các bác ạ. Động cơ 1.5 nên là nhưng mà tăng tốc rất là nhanh luôn nhé. Cam kết với các bác là máy nguyên zin, keo chỉ zin, xe không tai nạn, không ngập nước. Bao cho các bác các anh các chị đi test kiểm tra thoải mái luôn ạ. Con này thì gọi là xe mới rồi anh chị ạ. Mới chạy có hơn 1 vạn thôi. Chiếc Hyundai Creta bản 1.5 AT, xe nhập khẩu nguyên chiếc bản đặc biệt. Và hiện tại đang chào bán là 625 triệu tại 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Các bác anh các chị quan tâm thì chúng ta có thể gọi điện hoặc đến trực tiếp để xem xe. Nhớ ấn đăng ký hoặc follow kênh của em để có thể biết thêm nhiều xe, thông tin xe đẹp nữa. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.